mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Người bị quỷ ám ở Gê-ra-sa. Marco chương 5 từ câu 1 đến câu 20. Đức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia biển hồ, vùng đất của dân Gê-ra-sa. Người vừa ra khỏi thuyền thì từ đám mồ mả có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dù phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích và đập tan gông cùm, và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên đồi, chu chéo và lấy đá đập vào mình. Thấy Đức Giêsu từ đằng xa, anh chạy đến bái lạy người và kêu lớn tiếng rằng: Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi. Thật vậy, Đức Giêsu đã bảo nó: Thần ô uế kia, xuất khỏi người này. Người hỏi nó: Tên ngươi là gì? Nó thưa: Tên tôi là Đạo Binh, vì chúng tôi đông lắm. Nó khẩn khoản nài xin người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. Đám thần ô uế nài xin người rằng: Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia. Người cho phép, chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo, chừng 2.000 con, từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ họ lên tiếng nài xin người rời khỏi vùng đất của họ. Khi người xuống thuyền thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với người, nhưng người không cho phép. Người bảo: Anh cứ về nhà với thân nhân và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương anh như thế nào. Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền thập tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc. Đức Giêsu chữa một người bị băng huyết và cho con gái ông Sai-a sống lại. Marco chương 5 từ câu 21 đến câu 43. Đức Giêsu xuống thuyền lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó, người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-a đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu thoát và được sống. Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc, đã nhiều đến tán gia bại sản mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người
và sờ vào áo của người, vì bà tự nhủ, tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu. Tức khắc, máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giê-xu thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: ai đã sờ vào áo tôi? Các môn đệ thưa: thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi: ai đã sờ vào tôi? Đức Giê-xu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Đức Giê-xu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa. Nhưng Đức Giê-xu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Rồi người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Sa-cô-bê và em ông này là ông So-an. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, Đức Giê-xu thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa trẻ này có chết đâu, nó ngủ đấy. Họ chế nhạo người, nhưng người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với người vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: Talitha cum, nghĩa là: này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi. Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta kinh ngạc sững sờ. Đức Giê-xu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.